rất là vui luôn nha mọi người. Hai đội các con. Fan của cô ca sĩ cũng rất là nghịch mọi người ạ. Chơi những trò chơi rất là vui. Trong cái thời gian đón khách của cô ca sĩ đến.
cũng tổ chức ra những cái này để thư giãn cho nó thoải mái đó mọi người. Rồi chụp chứ. Những hình ảnh chỉ có fan Phi Nhung thôi nha cả nhà, không có fan nào hơn ha, rất là nhộn nhịp luôn, luôn ghi khắc hình ảnh của cố ca sĩ trong tim, quá tuyệt vời. Làm cho tất cả mọi người đến đây cũng có một cái giây phút thư giãn thoải mái hết cho mọi người. Ai đói thì vào đó ăn bánh xèo rồi cơm chay là có sẵn đó nha mọi người, là đầy đủ luôn ha, không có thiếu cái gì cả.